Như là bà con xin hỏi thầy, thưa thầy, con có coi trong sách thì kia là có cái những cái công đức phóng sanh đó thầy. Tại như là kia là muốn làm, muốn muốn biết nhân đời trước mà lại xem quả đời này, muốn biết quả đời sau xem việc làm hiện tại. Thưa thầy, không biết là kia là cái câu đó là kia là đúng như cái kinh Phật hay không, và mình có biết là kia không biết có sống sanh và kia là có tốt hay không. Ừ, thực sự ra thì đúng rồi, con ngồi xuống đi con. Bởi vì có những cái sách nó dạy về nhân quả, nhưng mà trong cái nhân quả đó là do những cái tác giả người ta viết ra, người ta cũng nghĩ tưởng, người ta dựa vào trong kinh sách Đại Thừa hoặc là Nguyên Thủy, người ta cũng viết ra những cái nhân quả. Ví dụ như mình bố thí, mình cúng dường thì nó sẽ tạo cái duyên làm giàu, hoặc là nói đúc tượng ha, hoặc cúng dường tượng Phật ha, cất chùa thì nó sẽ làm giàu làm có. Nó cũng có những cái sai, nhưng mà nó cũng có những cái đúng, chứ không phải nó sai hết đâu mấy con. Ví dụ như nói bây giờ mình cúng dường tượng Phật, mình bỏ tiền ra mình cúng dường cất chùa thì mình sẽ được phước báo, mình sẽ được làm giàu làm có. Thì cái đó là người ta chỉ đặt ra cái nhân quả đó để người ta khuyến dụ mình, để mình cúng dường, để cất chùa, để đúc tượng thôi. Cho nên bây giờ mà nghe đúc tượng á, người ta xúm nhau, người ta bỏ tiền ra đúc cái tượng quá lớn lao. Ông Phật đâu có bảo mình làm cái chuyện hao tốn dữ vậy, để cái tiền bạc mà đúc cái tượng lớn như vậy đó mà cho những người nghèo, người ta đỡ những cái ngày người ta được có bát cơm người ta ăn là quý quá rồi. Chứ ông Phật cũng đâu có đòi hỏi một cái tượng lớn đâu, chỉ cái lòng cung kính của mình được rồi, một cái tượng nhỏ nhỏ được rồi. Cho nên vì vậy đó, những cái mà người ta khuyến dụ mình để cho mình bỏ tiền mình đúc cái tượng lớn, bây giờ đời nay đến đời khác, con thấy cả những cái tượng mà rất là lịch sử, nhưng mà trong khi đó cái Hồi giáo nó đem súng nó bắn tan nát hết, con thấy không? Nó có lợi ích gì bây giờ tan nát hết đâu còn, con thấy không? Mà bao nhiêu cái tiền bạc của đồng bào, của dân tộc, của cả nước đó người ta đóng góp vì cái lòng tin của người ta Đức Phật mà. Rồi bắt đầu nghe cái chuyện mà phước báo vậy thì ai không ham, cho nên khiêm đúc gì rồi. Sau cái thời gian đó đến tới cái hồi mà suy thì người ta sẽ đem súng đồng Đại Bác, người ta sẽ dập nát hết, người ta đâu có để đâu. Cho nên những cái vật chất nó bao giờ nó cũng vô thường. Cho nên bây giờ mình chỉ làm sao cho cái tinh thần mình, bây giờ con có tiền bạc con đừng có đem đúc Phật, đúc chuông, đúc gì, có cái chùa nhỏ nhỏ vậy được rồi, thấy không? Nhưng mà con đem con cứu giúp cho những người đang đói khổ mấy con, đang không vốn để mà họ làm ăn, giúp cho họ có vốn, họ có cái việc làm ăn của họ, thì đó là cái hạnh phúc nhất. Đem lại cái đời sống, thầy nói cái gì mà mình đi đem cho cái đời sống mình được an ổn với nhau, đó là cái đẹp mà chính đạo Phật. Cái chỗ đó là đạo Phật dạy đạo đức không làm khổ mình của người, đem lại sự hạnh phúc cho nhau, làm cho người nào cũng được vui vẻ, đó là đúng chứ. Còn em đó, cái đó làm cái đúng. Chứ còn cái mà trong cái đọc mà nhân quả như vậy nó có những cái đúng chứ không phải sai, nhưng mà trong đó nó có những cái sai, cái cám dỗ. Cho nên kinh sách mà nhân quả hiện giờ mà đang viết á thì coi chừng những cái điều đó, để sau khi đó có cái điều kiện mà thầy viết lại rồi thì cái sách này nên đọc hay không nên đọc. Chứ mấy con đọc không đủ sức thì mấy con phải tin thôi, thấy không? Mấy con hiểu đó là nhân quả. Còn nhân quả thì mấy con thấy thầy nói đơn sơ thôi, một cái nhân quả của một cái cây thì cái trái thì nó phải có cái hạt nó lên cây, mà cái cây đó nó ra bao nhiêu trái chứ đâu phải một trái. Một con người của mình đâu phải nhân quả, có một cái nhân quả đâu, nó nhiều lắm. Lúc thì con giận, lúc con ghét, con hờn, con phiền, lúc là con thương, con giúp đỡ, nó nhiều cái nhân quả đó, làm sao mà nói nó có một đâu, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà mỗi một cái hành động buồn, thương, giận, ghét đều là cái nhân quả của con hết. Mà nhân quả của con thì nó phải thành cái hạt giống của nó chứ, nó có chủng tử của nó chứ. Chứ nó đâu làm sao mà cũng như một cây xài, nó có nhiều trái mà có những trái sâu, trái đèo, trái đẹp, chứ đâu phải là trái nào nó cũng suông hết đâu, con hiểu chỗ đó không? Cho nên nó nhân quả thì nó muôn hình dạng cả, chứ nó không phải một. Cho nên vì vậy mà đứng trong nhân quả mà để học á, thì qua một cái lớp chánh kiến mà thầy đã dạy rồi thì phần nhiều là thầy dạy nhân quả, nhưng chưa hết mấy con, chưa hết, cái lớp đó chưa hết. Nhưng mà vì khi mà người ta học hiểu thì bắt đầu người ta đem ra cái này, người ta coi như là cái hiểu biết của mình mang cái ngã người ta lớn quá, thành ra thầy thấy đúng là người ta không hiểu. Mà khi hiểu rồi thì tự cái ngã người ta cho mình là người hiểu biết, cho nên vì vậy nó cũng tai hại. Tốt hơn là bây giờ mình hướng dẫn người ta tu tập, cho đến khi mà tu tập được như thế nào rồi đó thì mình mới hướng dẫn để cái ngã người ta không có vùng dậy. Nó khó lắm mấy con chưa biết viết văn, mà khi dạy mấy con biết viết văn rồi, cái mấy con ham viết văn. Cái gì mấy con ham viết văn, mấy con viết cái văn đó mấy con, nó nguy hiểm lắm, tức là cái ngã của mấy con.